Kịch sĩ là những nghệ sĩ trên sân khấu kịch bao gồm cả sáng tác, gian dựng và biểu diễn. Có những vở kịch trở thành kinh điển, mang theo thông điệp giáo dục sâu sắc, làm lay động lòng người. Có những kịch sĩ hiến trọn cuộc đời mình cho nghệ thuật. Họ như những con tầm rút từ sợi tơ, góp phần dệt nên cuộc sống. Tuy nhiên, đó là nghiệp diễn trên sân khấu, là lao động nghệ thuật. Rất tiếc là ở xung quanh chúng ta cũng không hề thiếu những kẻ đang giàn dựng, sáng tác và cả biểu diễn một cách rất chuyên nghiệp. Họ không phải là diễn viên, Họ là những kịch sĩ bất đắc sĩ bên ngoài sân khấu. Các bạn đang theo dõi điểm tuần của Báo Nghệ An. Thưa các bạn, đây là những hình ảnh đang được lan truyền chóng mặt trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Cầu thủ số 23 này của Indonesia không hề bị điện giật, không phải lên cơn động kinh, chỉ là một hoạt động chủ định mà dân trong nghề gọi là tiểu xảo. Chỉ có điều nó hoàn hảo đến mức mà cư dân mạng nhất quyết phải đề cử cho giải Oscar. Còn các bài báo của Malaysia thì gọi cầu thủ của Indonesia là kịch sĩ. Màn cố gắng gài bẫy nhưng bất thành đã trở thành trò cười trong làng bóng đá. Tình huống diễn ra ở phút thứ 74 của trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại giải AF Cup 2022. Cầu thủ gốc Hà Lan Mark Locke bên phía Indonesia khi đang theo kẻ văn hậu, đột nhiên ngã lăn ra đất, tỏ vẻ như rất đau đớn. Những hình ảnh quay lại lúc đó cho thấy Đoàn Văn Hậu không hề có tác động nào nhằm vào Marclot. Pha ngã lan ra sân của Marclot chỉ là ngã vờ với mục đích câu thẻ hướng về Văn Hậu. Pha ăn này chỉ là một ví dụ điển hình cho thấy Marclot không tập trung vào chuyện chơi bóng. Cứ cầu thủ Indonesia nằm xuống là Marclot la ó, phản ứng đòi phạt tuyển Việt Nam. Anh cũng quá xa đà vào những pha và chạm, xung đột và bị thiêu đốt bởi cơn giận dữ. Marclot được xem như nhạc trưởng của đội tuyển Indonesia và khi anh thiếu chuẩn mực thì toàn đội dường như hoảng loạn. Không có thủ lĩnh tinh thần lẫn lối chơi trên sân, tuần Indonesia hoàn toàn sụp đổ. Những cái đầu nóng đã khiến các cầu thủ bên phía đội khách không đủ sự tập trung cho việc chơi bóng. Hình ảnh Indonesia thanh thoát, nguy hiểm ở trận lượt đi biến mất. Thay vào đó là một Indonesia rơi rạc, bê tắc và bất lực. Đó cho thấy lý do tại sao Indonesia thua trận. Vâng, bóng đá là vậy. Để chiến thắng người ta có thể làm mọi thứ kể cả trở thành kịch sĩ. Tuy nhiên không chỉ bóng đá đâu ạ. Các bạn có tin không? Đã có một gia đình tự diễn cảnh đốt nhà mình hàng trăm lần rồi quay lại clip tung lên mạng. Sự việc lúc đầu được báo cáo vào cuối tháng 11 vừa rồi là đồ đạc trong gia đình tự bốc cháy. Trung bình mỗi ngày có khoảng 10 lần cháy. Khi thì trong góc tối, khi lộ thiên giữa nhà. Không chỉ có những vật dụng dễ bén lửa như là giấy, vải mà nhiều đồ đạc khác như vòi nước, bao lúa, nồi cơm, thau nhôm cũng tự bốc cháy, gây hoang mang dư luận suốt thời gian vừa rồi. Và tuần qua, gia đình đã phải thú nhận rằng, đồ đạc cháy là do người nhà tự đốt. Sau khi vào cuộc điều tra, căn cứ thông tin và lời khai của những người có liên quan, công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang xác định các thành viên trong gia đình đã cung cấp thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan thẩm quyền. Theo đó, hầu hết các vụ cháy xảy ra từ ngày 27 tháng 11 năm 2022 do gia đình cung cấp thông tin đều do những thành viên trong nhà lần lượt sử dụng bật lửa, lén lút, đốt trực tiếp vào các vật dụng gây ra các vụ cháy trên và truy hô cho người dân cùng phát hiện, cho rằng tự bốc cháy. Mục đích của hành vi trên là nhằm tạo thông tin hiếu kỳ cho người dân, cung cấp thông tin cho các báo, đài và các youtubers đăng bài, đồng thời tranh thủ nhận sự ủng hộ của mạnh thường quân và quân chúng. Kết quả gia đình đã nhận được số tiền hơn 6 triệu đồng và nhiều vật dụng thiết yếu khác như quần áo, gạo, mì gói từ khắp nơi. Hiện công an đang tiến hành củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý hành vi trên theo đúng quy định của pháp luật. Thưa các bạn, ngoài những vai diễn cá nhân thì còn có cả những vở diễn tập thể nữa đấy ạ. Đại án Cục đăng kiểm đã được ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương đưa vào diện theo dõi. Chỉ một thời gian ngắn thì đã có ít nhất 80 kịch sĩ vào lò. Tại sao có thể gọi họ là kịch sĩ? đơn giản thôi vì họ đã diễn trong một thời gian quá dài và họ diễn đạt đến mức là không ai phát hiện ra họ buộc tất cả những ai chủ phương tiện đều trở thành bạn diễn quá trình kiểm định mỗi chiếc xe không khác gì một vở diễn các cơ quan kiểm tra hàng năm có biết không biết vì sao vẫn tồn tại vì họ cũng là những kịch sĩ đơn giản lắm họ cũng đang diễn họ diễn thế nào cho đúng vài một ông thanh tra lại như cách đây chưa lâu, một lãnh đạo nọ trước khi ra vành móng ngựa vẫn còn nổi như cồn vì phong cách gần dân. Anh sốt sáng lội bộ, anh xông xáo cách chức thuộc cấp, anh hăng hái đeo căng tay hai lớp đi vất bèo làm vệ sinh. Anh sẵn sàng rộng nạt nộ cấp dưới vì dám trách nhiễu dân. Hình ảnh của anh ngập tràn trên báo, anh nổi lên như một hiện tượng, một mẫu hình cán bộ nói được làm được, dám nói, dám làm, dám chịu những tuyên bố na ná lập ngôn của anh trở thành tiêu đề không biết bao nhiêu là bài báo rồi anh thất cơ lỡ vận anh vướng vòng lao lý người tiếc kẻ thương anh cũng có người chùa chát rằng anh giỏi diễn rồi cả mấy vị tướng nữa trước kia cũng tròn vai lắm chứ chỉ khi các đồng chí đã bị lộ thì người ta mới ngược dòng công tác của cá nhân để mổ xẻ phân tích thôi ạ chỉ khi phân tích và sâu chuỗi đủ hành vi người ta mới tá hỏa nhận ra là diễn một mâu thuẫn nhỏ từ nghi kỵ cá nhân vặt vãnh đời thường giữa những nữ sinh, một đoạn clip mập mờ kèm tiếng hét thất thanh ấy vậy mà chỉ sau mấy phút cắt ghép tô vẽ, các kịch sĩ ẩn danh đã đẩy lên thành một vụ hiếp dâm tập thể, gây cú sốc dư luận xã hội kinh hoàng. Tại cuộc họp báo, chủ nhiệm chính trị trường quân sự quân khu 7 cho biết, thông tin sinh viên của trường đại học ngoại ngữ tin học thành phố Hồ Chí Minh bị hấp dâm khi đang học quân sự là bịa đặt. Cụ thể, một sinh viên phát hiện bị mất 1,4 triệu đồng. Những sinh viên cùng phòng đã hỏi nhau và nghi ngờ một nữ sinh. Em này không nói gì và xô cửa ra ngoài, hét khóc, cho rằng bị các bạn vô oan. Sau khi nghe tiếng hét, cán bộ quản lý đã chạy lên đưa sinh viên này xuống để trấn an tâm lý, gọi gia đình đến đưa em về nhà chăm sóc. Một sinh viên nữ ở tòa nhà đối diện đã quay lại clip, chia sẻ lên mạng, nhưng không nói rõ thông tin. Trường Đại học Ngoại ngữ tin học Thành phố Hồ Chí Minh cũng có văn bản đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, xác minh người lan truyền, cắt ghép, xuyên tạc thông tin thế đây ai cũng có thể diễn và ai cũng có thể trở thành khán giả thậm chí trở thành diễn viên quần chúng bất đắc dĩ cuộc sống không trần trụi và hà khắc đến mức bắt chúng ta phải lột trần mọi ý nghĩ cho người khác soi xét nhưng cuộc sống sẽ là địa ngục nếu sự giả dối hoành hành chỉ khi chúng ta sống thật với xung quanh thì chúng ta mới có thể sống thật với chính mình xin lỗi đã tự mình cố gắng không trở thành con rối thì cũng nên cố gắng đừng tự mình diễn tổn.